Con chào cô và tất cả các bạn. Hôm nay con trình con à con là tên là Phạm Huy Phước, con học lớp 9A4 trường Trung học cơ sở La Phủ. Hôm nay con sẽ trình bày phần bài tập của con. Con có thể chạy chương trình. Để con chia sẻ cái Cái cửa sổ đúng không? Nãy cô đã thấy cái cửa sổ nó bật lên được rồi. Đâu cái cửa sổ của con đâu? Nó bật lên chưa nhỉ? Cửa sổ trên máy của Phước nó đã bật lên chưa? À đây được rồi. Rồi cô mời Phước, cô trình bày đi. Trong bài của con có những thành phần nào? À con tàu nó chạy đúng không? Con giới thiệu giống như các bạn ấy. Bắt đầu đi con. À, trong bài con nó cũng giống như bài các bạn, nó cũng hiện cửa sổ và mấy con tàu hình nền và cả thiên thạch ạ. Con tàu con nó cũng có thể di chuyển hai bên như thế này, nhưng mỗi tội là con chưa chỉnh cái cốt nên là nó di chuyển lên hơi chậm ạ. Thế trong cái đoạn cốt này thì trong máy mát này thì nó có nút tắt không nhỉ? Con tắt bằng nút nào? Nút đỏ này à? Con À nhấn vậy. được vào cái nút đỏ này. À thì nó sẽ tắt cửa sổ đúng không Khải? À xin lỗi không Phước. Thế trong cái phần bài làm này thì con cảm thấy tâm đắc nhất về cái đoạn cốt nào? Con thích nhất đoạn cốt nào thì con trình bày cho cô và các bạn nghe. Con chia sẻ cho cô và các bạn nhé. Cô là trong cái bài này con cũng thích nhất là cái đoạn cốt giống mấy em ạ. Đoạn cốt để cho tàu di chuyển này. Thì con có thể giải thích được cho cô cái đoạn cái dòng 31 và dòng 32 được không? Dòng 31 nghĩa là gì? Dòng 32 nghĩa là gì? Cái Dòng bạn. dòng 31 với cả dòng 32 là để cho con tàu nó di chuyển sang bên phải. Ừ. Thế cái kỳ đao nghĩa là gì? À, Đúng rồi, là con nói như thế thì đi. mỗi khi mà mình dí nút thì nó di chuyển, còn mình nhả nút ra thì nó bỏ. Cái đấy thực ra là các bạn tất nhiên là các bạn từ ngữ thì nhiều khi là các bạn cũng chưa chưa nắm được rõ, tức là dòng 31 nghĩa là cái kiểu sự kiện của chúng ta là kiểu sự kiện là nhấn phím đấy, như là bạn bạn vừa nói là dí nút đấy thì là nhấn phím con nhá. Cái kiểu sự kiện keydown, pygame.keydown là kiểu sự kiện nhấn phím, và khi mà chúng ta nhấn phím ấy thì chúng ta có thể nhấn rất nhiều phím trên bàn phím đúng không? Thì dòng 32 nó đưa ra cho chúng ta cái lựa chọn là nếu chúng ta nhấn phím bên phải thì chúng ta sẽ đặt lập trình cho con tàu nó chuyển sang bên phải. Được chưa? Thế thì mặc dù là bạn ấy có thể là nói nó chưa được rõ ràng giống như cô, thế nhưng mà qua cái phần bạn ấy trình bày thì cô nghĩ là bạn ấy dòng lệnh này thì bạn ấy hiểu. Rồi, thế ngoài cái đoạn này ra thì Phước còn muốn trình bày thêm về đoạn code nào nữa không? À, không ạ, con thì là hết rồi ạ. Thế thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta đây là chúng ta mới học được một nửa khóa lái tàu vũ trụ thôi, còn một nửa còn bảy buổi học còn sau nữa cái này nữa là chúng mình sẽ cùng chờ đón những cái nội dung tiếp theo nhá để chúng ta hoàn thiện bài làm. Thế cô nghĩ là hôm nay là Phước làm bài rất là tốt đấy, và thực sự là trong lớp này trong lớp mình có những bạn mà các bạn làm cô rất là hồi hộp đấy, bởi vì sao? Nhưng vài hôm bạn lại báo là ô cô ơi con bị mất bài rồi, với lại cô ơi con chưa làm được phần này, con chưa làm được phần kia. Mặc dù cô giáo đã rất là cố gắng để hỗ trợ nhưng mà cũng vẫn có những bạn nhắn tin lại là hôm nay con vẫn chưa làm được. Thế nhưng cho đến buổi hôm nay thì cô nghĩ là bài làm của Phước là một bài làm rất là tốt. Cô chúc mừng con nhé. Vâng, cảm ơn. Cô tin là các bạn đều sẽ cảm thấy rất là vui khi mà chúng mình tự làm được cái phần nội dung như vậy.